Chào các bạn, mình đang có mặt tại chùa Phúc Lạc thuộc xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chùa Phúc Lạc là một ngôi chùa có từ thời nhà Lê cách đây khoảng hơn 400 năm. Và chùa Phúc Lạc có một cái công trình đặc biệt, đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao khoảng 42 m. Bức tượng Phật giống như một tòa nhà khổng lồ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy được. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 42 m. Đường kính của chân tượng khoảng 32 m. Là bức tượng Phật đang ngồi trên đài sen. Bức tượng khổng lồ. Bức tượng này là bức tượng cao nhất của tỉnh Nghệ An. Bức tượng Phật cao nhất của tỉnh Nghệ An. Các bạn đi từ đại lộ Nguyễn Sinh Cung, chạy ra đường quốc lộ 46 là có thể thấy được tượng Phật từ xa. Bức tượng rất cao nhé, 42 m. Phía dưới là có một cái điện thờ. Phía dưới có một cái điện thờ. Chùa Phúc Lạc thì có từ thời hậu Lê. Tuy nhiên thì đến năm 2010 thì mới bắt đầu được phục dựng lại. Công trình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni sắp tới sẽ được khánh thành vào ngày 17 tháng 1 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch. Công trình hết sức tuyệt vời.